Lê Hoàng Nguyên xin kính lời chào thân ái đến quý vị khán giả của Việt Phi xin thân. Thưa quý vị, hôm nay quý vị hôm bữa đã coi phần 1 của chương trình gọi là Volunteer, ngày Volunteer của văn phòng Lê Hoàng Nguyên, thì hôm nay là phần 2 thì thật sự ra là văn phòng Lê Hoàng Nguyên cũng như là anh Nguyên và em muốn giới thiệu đến quý vị một hội mà mình gọi là có cơ hội để đến làm việc chung, đó là SPP USA. Thì chắc phải hỏi anh Nguyên đi, cái SPP làm sao mà anh Nguyên biết đến cái hội này mà mình lại gọi là văn phòng của mình lại tiếp tay cùng với họ? Cảm ơn Vy. Thưa quý vị, là như vậy đây, cái SPP á, là St. Bernard Parish, là một cái parish, một cái quận ở New Orleans, thì họ tạo ra trong sau khi mà bão Katrina mấy năm trước, và không khoảng đâu gần 10 năm trước đó, thì từ cái đó là họ tạo ra để họ đi giúp những người mà cần giúp đỡ để xây dựng nhà cửa của họ. Thì từ cái St. Bernard Parish này, họ có sự hợp tác với là công ty Farmers để xây những nhà ở New Orleans và Louisiana, và đây là bây giờ ở Houston rồi, vậy phải không? Thì tuần này là ở trong Houston này, thì văn phòng tụi này có cái cơ hội để ra để giúp đỡ để xây sửa cái nhà này lại. Thì theo em biết đó, anh Nguyên, là cái group SPP này thì họ cũng là những cái hội từ thiện, nhưng mà vì từ thiện cho nên họ cần cái sự giúp đỡ về tài chính để làm sao có một cái chi phí để mua những vật liệu để sửa những cái căn nhà như vậy. Nhưng mà trước khi mà vô nói về họ đó thì thưa quý vị, nói lại cái show vừa rồi, tại sao mà chúng tôi lại ở đây? Thứ nhất đó là những căn nhà này họ không có bảo hiểm lụt. Họ là những người mà gọi là phải tự động để ghi danh để ghi đơn đến những cái hội từ thiện để cần sự giúp đỡ. Thì trong những người gọi là homeowner trong cái khu này đó, cái người chủ nhân này đã viết một cái gọi là cái application cho tới SPP để nhờ họ đến sửa. Thì cái group này á, theo Nguyên Vy biết là phải kêu gọi rất là nhiều những công ty lớn cũng như là những người gọi là nổi tiếng để có một cái tài chính lớn để giúp. Thì anh Nguyên có biết chút xíu là ai không? Tại vì hình như Nguyên Vy không có theo dõi về gọi là thể thao, cho nên lúc nãy có một người ở đây họ nói là ồ, cái anh này đã bỏ gọi là mấy chục triệu, và Nguyên Vy không biết là ai luôn. Thưa quý vị, là như vậy đây, thì quý vị biết là sau cái bão Harvey á, và không, thì đội Houston Texans á, có một cầu thủ là JJ Watt, và không, thì anh ta ban đầu á là anh ta nói là anh ta sẽ bỏ ra 500.000 trước, là tiền của anh ta, rồi anh ta sẽ kêu gọi mấy người bạn rồi vậy đó để donate tiền, và không, thì từ 500.000 của anh ta đã ra được là 37 triệu. Đó, thì trong cái 37 triệu đó thì là JJ Watt là lựa chọn, là chọn ra những cái nhóm, là một cái nhóm mà cái 37 triệu đó để giúp á, là cái nhóm SPP này, phải không? Thì nhờ cái tiền đó nên á mới mua được mấy cái vật liệu hả? Đó, mấy materials rồi đấy, đồ vậy để sửa cái nhà này lại. Đó. Theo anh Vy biết nữa đó quý vị, là những công ty rất là lớn như là Toyota Farmers của mình nè, rồi Walmart vân vân cũng đã bỏ rất là nhiều tiền. Thí dụ như họ đã donate như những cái đồ đạc thêm, hay là discount cái số tiền mà mình phải mua vật liệu, và cũng như là hôm nay thì cái cơ hội của gọi là văn phòng của mình đó là mình đại diện cho công ty của mình, và mình ở đây để giúp làm những cái việc gọi là sửa nhà, mà thật sự không có ai ở đây có một cái bằng sửa nhà hết anh Nguyên. Tất cả thợ bệnh hết quý vị. Thợ bệnh đó quý vị. Nghĩa là căn nhà này nó coi như là nó đã bị hư rất là nhiều.
vì bão Harvey và cũng như là cái kết quả của cái bão Harvey mà bây giờ có những người volunteer họ bỏ thời gian ra, họ đến đây để họ sơn vết lại nè, rồi họ gọi là chùi những cái cái như nói đại khái là rebuild lại hết luôn á. Đó và không là lót sàn nhà, lót gạch, lót gỗ đó, làm drywall rồi lại hết, sơn rồi lại hết. Thì á, tiền là một phần, mà bây giờ quý vị thấy đó là 6 tháng rưỡi rồi sau khi Harvey, nhưng mà mấy cái nhà như vậy vẫn là chưa sửa được. Đúng. Thì một bên nữa là sao, là volunteers. Yeah. Đó. Gọi những người gọi là có thời gian mà giúp được đến để sửa nhà. Đó. So là SBP là họ team up với là AmeriCorps. Yeah. Thì cái show trước là Ovi có phỏng vấn anh chàng Steven đó, rất là giỏi và không rất là thương. Thì sao là mới ra high school hồi 2015 thôi, vô Stanford có 2 năm mà học ra bằng toán. Thì anh có chia sẻ đó là sao, khi mà anh ra trường ở Stanford là bão Harvey đập vô, thì anh thấy như vậy, anh thấy là bạn bè community của anh ta cần giúp. Thì là từ tháng 9 tới bây giờ đó, anh ta không đi làm, chỉ là volunteer về mấy cái này thôi. Yeah. Thì quý vị cũng biết là khi mà nói về sửa sang một căn nhà, nếu mà gọi là thợ vận đi, họ có thời gian gọi là một tháng là họ phải xong cái căn nhà, nhưng mà đây là volunteer cho nên họ có thể kéo dài tùy theo cái khả năng họ kiếm được bao nhiêu người mà volunteer. Cho nên lúc mà Winvy đã kiếm những người mà trong hội á, để phỏng vấn đó, thì họ có nói là ồ, có căn nhà tới 3 tháng, có 6 tháng, có những căn nhà bây giờ vẫn còn phải chờ đợi để có người đến coi. Cho nên với cái sự gọi là thiếu thốn về nhân lực không có, cho nên nếu mà quý vị nào mà có thời gian, chúng ta hãy đến với sbpusa.org để đăng ký làm volunteer. Thì mong là những căn nhà như vậy sẽ trở lại gọi là, nếu mà không gọi là hoàn hảo, cũng trở lại được một cái khung nhà có người để sống được, đúng không Nguyên? Thì sau đây thì Nguyên xin mời quý vị hãy theo dõi những gọi là những người mà volunteer họ đang làm gì, những việc gì, và cũng như là phải bỏ bao nhiêu thời gian để làm một căn nhà như vậy. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, Nguyên đang ở khu North East, phần phía Lake Houston. Thì hôm nay chúng tôi, văn phòng Lê Hằng Nguyên, có một ngày gọi là volunteer để giúp cho những người nạn nhân của bão Harvey, nhưng mà hơn nữa là những người mà sau bão Harvey đã bị những nước vô trong nhà và cũng như là đã hư hại rất là nhiều ngoài và cũng như là trong căn nhà của họ. Thì hôm nay thì Nguyên đang đứng ở đây, có một người volunteer, anh tên là Steven Trang, và anh là ở trong một cái group gọi là SPP. Thì tí nữa Nguyên sẽ gọi là interview anh thêm, nhưng mà muốn kể chút xíu quý vị về anh. Anh thì đã học ở Stanford, California được 2 năm và ra một cái bằng gọi là toán, và kỹ sư toán. Thì hôm nay Winvy sẽ hỏi những câu hỏi rất đơn giản là tại sao anh lại chọn làm những việc như vậy. Hi Steven, and I just wanted to I kind of made a short introduction yeah. about you, that you graduate from Stanford and also was major in math, but yeah. what makes you, I guess, decide to join SBP and do what you do? Sure, yeah. So I graduated college in last summer, and afterwards I finished college right at the moment that Harvey hit, and I feel like just helping out the people that I grew up with, the area that I grew up with, was really the best way for me to spend my time after college, and I think it's as simple as that. I see. So you actually grew up in Houston? Yeah, in Sugar Land. And then you went to school? Yeah, that's right. That's right. Dạ thưa quý vị, thì anh đã chia sẻ là anh sống tại Houston của chúng ta, và sau đó đã đi học ở bên tiểu bang California. Và sau khi mà anh ra trường thì đúng cái thời điểm mà Harvey gọi là đánh đập vô Houston của chúng ta, thì khi mà ra trường thì anh cảm giác như là chỉ có một cái sự gọi là giúp, và cũng như là cái gọi là cái tiêu chí mà anh muốn làm trong cuộc sống kế đến, đó là giúp những người bị ảnh hưởng về Harvey. So tell me a little bit, what is SBP?
Yeah, so SVP, it's S as in Stephen, B as in boy, P as in Peter is the name of it. It stands for Saint Bernard Parish, which is the first area that SVP was working in. That was actually after Hurricane Katrina. So it's been around 8 years now, around 10 years now that SVP has been active, and its main mission is to help out disaster affected areas. So it got its start after Hurricane Katrina, and then it has moved around the country, setting up all kinds of field operations, and now it's in Houston after Hurricane Harvey. Wow. Yeah. Dạ thưa quý vị, với cái group mà anh đang hoạt động, đó là SPP, thì họ đã được tổ chức khoảng chừng 10 năm về đây. Đầu tiên đó là cái bão Katrina, quý vị rất là quen thuộc. Thì 10 năm trước họ đã thành lập một cái hội như vậy, và sau đó cũng đã giúp rất là nhiều những thành phố trong nước của chúng ta. Và cũng như là vì Harvey, họ đã có rất là nhiều người volunteer như vậy ra đây để giúp cho những người mà không có bảo hiểm mà đã bị ảnh hưởng trong cơn bão Harvey. So, Stephen, let me kind of get this. Where do you guys get the funds to start getting, you know, people to come out and help these homeowners? Yeah, so like any nonprofit, we depend pretty much entirely off of donations from donors. So we have a lot of partnerships with companies like Toyota, like Farmers Insurance, that help us a lot with funding, with supplying volunteers, things like that. Right out in Houston, we actually got a really generous donation from JJ Watt that's been powering a lot of our efforts right now. But like any nonprofit, we're going to be running out of steam really quick, so we're always looking for new funding opportunities. So if they were to, I guess, want to donate, where do they go? Is it a website that yeah. they contact? Yeah, yeah. So the website for SVP is sbpusa.org. So that's S as in Stephen, B as in boy, P as in Peter, USA.org. And on there should be a link that you can go and fundraise at. Yeah. Thưa quý vị, với một cái project rất là lớn như vậy thì tất nhiên là chi phí rất là cao, và không thể nào mà những người volunteer họ có thể bỏ cái tiền túi của mình mà và cũng như là thời gian để làm. Vì thế cho nên họ cần những sự giúp đỡ không chỉ những người giàu có, nhưng mà những cơ quan gọi là thương mại. Thí dụ như anh có chia sẻ là hôm nay thật sự là chúng tôi ở đây là tại vì một chúng tôi đại diện cho công ty Farmers, cũng là những người donor, những người bảo trợ tiền để cho những hội như vậy họ có thể giúp những người mà đã bị trong cái Harvey. Và hơn nữa anh nói là nếu mà quý vị nào cảm thấy như là mình có dư giả chút xíu mà có thể giúp cho họ để họ tiếp tục sứ mạng này, thì xin ghé với trang mạng của họ, đó là sbpusa.org. Và tất nhiên là sẽ đưa cho quý vị những cái thông tin đó. Thank you so much for giving me a little bit of the details about your group and all. And just want to ask, how long usually does it take to do a house? So a single house can be anywhere from, let's say, 3 weeks to maybe a couple of months. It really depends on the scope of work we have for a single house. So the house right next door, actually, that house took about 3 months to complete because we did a complete demolition of the entire house. We rebuilt everything from scratch. But for a lot of other houses, the damage wasn't that extensive, so we can do a little bit less. So it really depends on what each house needs. Okay. Yeah. And then in terms of volunteers-wise, is there like a website where we go in? Is this yes. the same website as well? Yeah, absolutely. So we're always, always looking for volunteers. Volunteers are the number one reason why we get houses done. So for everyone watching, we really need volunteers. Like, we cannot stress this enough. So one way to go to sign up to volunteer is to go onto the same website. So that's SBP, S as in Stephen, B as in boy, P as in Peter, USA.org. There should be a volunteer link. And if you don't want to do that, there's also an email address they can email directly. That's txvolunteer@sbpusa.org. That link can get you directly in contact with someone from our volunteer team. Okay. Thưa quý vị, anh vừa thưa là tất nhiên là hội không chỉ những người hội viên không thể nào mà làm hết những căn nhà được, cho nên họ rất là cần những người volunteer. Nếu mà quý vị có thời gian, quý vị hãy đến với cái website mà lúc nãy Quân Vi thưa, đó là sbpusa.org. Và cũng như là quý vị cũng biết là những căn nhà này không chỉ là 1-2-3 tuần sẽ xong, có những căn nhà họ phải làm từ dưới lên, và vì vậy cho nên nó có thể tới 3-4 tháng hoặc là 6 tháng. Quý vị cũng biết là Harvey đã đánh vô Houston của chúng ta
coi như là gần nửa năm rồi mà bây giờ những căn nhà như vậy vẫn cần đến sự giúp đỡ của mình. Cho nên Nguyên Vy mong là quý vị có thể liên lạc hội SPP để chúng ta cùng giúp đỡ. Và once again, thank you so much for sharing all the information. And we'll see you inside working. Thank you so much. Thank you. All right, bye. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình của hai anh em. Thì quý vị mới thấy đó là sao, là trong một ngày từ 8 giờ tới 4 giờ thôi, bao nhiêu người có cái sự đóng góp của bao nhiêu người đó, một người làm một chút để giúp đỡ một người chủ nhà này để xây dựng cái nhà này lại, để cho họ có cơ hội để họ dọn vô lại. Và thưa quý vị, giống như Uyên Vy và Lê Hoàng Nguyên cùng với lại những nhân viên của văn phòng đã có mặt ở đây, thì một lần nữa chỉ có là muốn kêu gọi quý vị, nếu mà chúng ta có tiền thì giúp donate những số tiền của mình đến hội SPP với cái trang mạng đó là sppusa.org, để mình donate tiền vô để họ có một cái số tiền mua những cái vật liệu để sửa những cái căn nhà như vậy. Hoặc là nếu chúng ta có thời gian như hôm nay đi, anh Lê Nguyên cũng như là văn phòng của mình có thời gian chút xíu, chúng tôi bỏ thời gian ra để đến đây, thì mong là quý vị cũng có thể volunteer để giúp một bàn tay. Thì cũng là một cái trang mạng mà quý vị có thể lên để đăng ký volunteer. Và cảm ơn anh Nguyên đã chia sẻ chút xíu về gọi là bảo hiểm lụt vân vân, và cũng như là giới thiệu các em trong văn phòng để có một cái ngày rất là vui để giúp chút xíu. Mà sau phần gọi là giúp, chúng em gọi là cảm thấy như là mình rất là may mắn. Tại vì khi mà chúng em gọi là sơn cái này hay là lau cái kia, thì khi mà mình về cái căn nhà của mình á, mình cảm thấy rất là gọi là quý báu, đã có một cái căn nhà mà mình ở, mà mình hồi xưa đến giờ không còn gì mà để complain được, phải không? Rồi. Gọi là khi mà không có bị đó thì mình cứ than này than kia. Đúng. Nhưng mà không còn gì mà để than. Dạ. Khi mà đến đây đó thì lúc đó mình kêu wow, mình may mắn quá. Và một lần nữa Uyên Vy. Dạ, và Lê Hoàng Nguyên. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hãy sống Let's Live, và hẹn quý vị kỳ sau. Cảm ơn.